hello anh em, hiện tại thì đang chuẩn bị lắp cho bạn ấy cái đôi ốp mâm nha anh em nhé. Đây là ốp mâm của Hyundai Porter 150 R15 và M13 trùng một form luôn. Con này anh em lưu ý giúp mình là các bạn lồng cái vải nhựa bên trong như này các bạn nhé. Các bạn nhìn này, nó có một cái khăn này, các bạn nhìn lồng vào đúng cái này các bạn nhá. Lồng vào giữa này. Và đến cái chỗ lỗ thở thì các bạn lồng vào đúng lỗ thở. Đấy, sau khi anh em ốp thì các anh em cho tất cả cái vòng này vào trước này, cái này cho cuối cùng nhá. Giờ mình sẽ ra ốp cho mọi người xem này. Bánh trước bánh sau anh em đều ốp như vậy. Bánh trước thì nó sẽ có cái lỗ thở bằng van bơm lốp này. Đấy, các bạn cho vào đúng cái lỗ thở anh em nhé. Đấy, cho đúng lỗ thở. Đấy, các bạn cài phanh như này. Ok chưa? Giờ mình sẽ ra mình ốp cho mọi người xem nhé. Bánh trước bánh sau rất đơn giản, các bạn chuẩn bị cho mình với tôi biết. Ok anh em theo dõi mình nhá. Đây, chiếc xe Porter 150 này mới đét luôn đúng không anh em? Đây các bạn cho vào đúng cái lỗ van này. Đấy, ấn như này. Các bạn ấn như này đúng không? Cho đúng cái van, các bạn cho đúng cái van cho mình. Đấy, các bạn ấn đúng như này cho mình nhé. Đây là xong. Đó các bạn nhé, các bạn tì hai chân. Ở đây, em cần bên mà. Đây các bạn tì chân này nhé.